rất nhiều người ăn trên không. Chứa là từ đất nó lên mà. Nó lên trên nó kiếm mồi về. Đi lập đàn mới. Nhưng mà liệu cái cửa này nếu mà không mình không trị liệu nó có ăn giống cái cửa này nhỉ anh? Vỡ nó còn ăn được không? Trước nhà bác em lúc bổ cái cánh cửa ra vỡ nó còn ăn hết.